5 em người cá tập hợp lại đây. Bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc thi nho nhỏ. Cuộc thi chạy về đích là chúng ta sẽ cùng nhau xuất phát từ đây, chạy lên cái mấy cái chỗ sân chơi phao trên kia, ai mà lên nhanh nhất người đó thắng cuộc. Trò chơi thứ nhất hả? Nước sâu thì nước sâu, em là người cá mà em sợ gì? Bắt đầu, sẵn sàng chưa? Chơi chạy từ bên này qua lên cái đảo trò chơi trên kia, đảo phao á, bạn nào mà leo lên được trước là bạn đó thắng. Còn tất cả những bạn mà leo lên chậm hơn Tuyên đều bị thua và bị Tuyên đá vô mông 10 cái. Đá vô mông 10, 1 cái hả? 5 cái rồi. Hay là bị Tuyên đạp xuống nước? Đạp té xuống nước. Ừ, cái trò chơi đó là chơi bạo lực đúng không? Vậy mà Tuyên coi trên YouTube thấy mấy bạn làm mấy cái trò đó đó. Chúng ta không có chơi như vậy. Ai về trước là thắng, ai về sau là thua. Thua thì không được ăn kem, thắng thì được ăn kem. Bắt đầu, một cây kem. Tuyên lên trước là Tuyên không có chung kem đâu á nha. Wow. Ủa, có phụ huynh người cá ở đây nữa nè. Phụ huynh người cá chơi ở đây. Bàn tay nhanh quá kìa các bạn ơi. Cái gì vậy? Leo qua dây, mày leo qua dây xuống, nhanh lên. Tuyên vẫn là người về đích. Tay nhanh vậy. Trò chơi này tay đã thắng, tay được một cây kem. Trò chơi tiếp theo là vượt qua tất cả chướng ngại vật ở đây. Qua hết rồi, chúng ta sẽ chơi chạy trên đây. Đây, chạy hết cái đường này, chạy một cái vòng bao thôi. Bắt đầu 1, 2, 3 nha. Không có chạy vô khoảng giữa, chạy một vòng tròn ở đây thôi nha. Bắt đầu 1, 2, 3. Tuyên đã bị té xuống nước rồi các bạn ơi. Em sao có thể leo lên bờ được. Tuyên vẫn là người về đích nha. Chưa bị lại lại, nhưng mà Tuyên leo lên bờ kịp. Tuyên sắp chạy về đích rồi, còn em còn đang ở đó. Ê té. Thôi, Tuyên chạy về đích đây. Chạy về đích. Ồ, chơi bơi rồi. Ôi. Trời, xuống nước bơi luôn hả? Ai là chân gian vậy, xuống nước bơi luôn. Tưởng té xuống nước, ai ngờ té xuống nước đi nhanh hơn nữa. Bàn tay nhanh quá. Bàn tay ngày càng là một đối thủ mạnh ký của Tiêu.
ơn các bạn ơi. Bàn tay nhanh quá. Lại bị kẹt trong cái này hả? Làm sao thoát ra? Coi cái mốc bám ở đây. Quên rồi. Cái này. Cái này.
xuất sắc. Yeah, một mình tôi thắng hết hai đi kem à. Vượt qua biết bao nhiêu chướng ngại vật mới đến được nơi đây. Đổi lại tôi bị đứt chân một chút. Trời ơi, cái gì vậy? Nãy chỗ hồi nãy hả? Các bạn biết tại sao tôi chảy máu chân không? Không. Do rêu hào á, nó rất bén, nó đóng dưới cái xuồng này nè. Rêu hào nó đóng dưới đây, nó đóng cứng luôn nè. Nó bén lắm. Nè. Nè. Nè mấy con rêu hào nè các bạn nè. Nè bén lắm nè, nó đóng dưới đây nè. Thôi. Chơi cái này á thì các bạn cẩn thận nha. Nó cũng rất là vui nhưng mà nó dễ bị thương á. Bị thương vì mấy con hào nó đóng dưới bên này thôi. Thi sự kiện câu lạc bộ người cá tuần 23. Tay đã chiến thắng nhẹ nhàng hai cây kem luôn. Hay quá à.